Hôm nay điểm danh thì mình có thêm 150 kim cương và nhận thư 15 trái ác quỷ luôn anh em ơi. Và bây giờ với 80 trái ác quỷ thì mình đã có thể sở hữu được một cuốn trục L2 đầu tiên trong đội hình của mình rồi. Và với cuốn trục L2 này thì mình sẽ rước về cho mình đó chính là tứ hoàng tranh anh em nhá. Cầm cực kỳ là lực luôn. Yes, quá là đẹp luôn đi. Và ngay lập tức mình đã vào để nâng cấp với chú xanh lên đến level 100 anh em nhá. Mình sẽ nâng cấp với chú xanh bởi vì mình biết là chú xanh cực kỳ là mạnh mẽ luôn. Thêm một con pet có khả năng tấn công cho chú xanh oanh đấm nhiệt tình anh em nhá. Vậy thì để mình test thử sức mạnh của chú xanh xem như thế nào nhá. Một chém đến từ chú xanh. Ui, chiến hạm bay ra và cái đấy cũng phải nằm xuống luôn anh em ạ. Hết skill, quá là bá đạo luôn đi. Trông ngầu đét anh em nhá. Và mình chợt nhớ ra nãy giờ đi chiêu mộ cốc bia vàng có thêm 61 khúc thịt. Bây giờ tặng thêm cho ông thần tài thì xem nữa ông ấy có cho mình cốc bia với cả thùng bia hay không đây. Có 10 thùng bia luôn anh em ạ. Tuyệt vời quá cụ ơi. Vậy thì chắc chắn là mình phải đi chiêu mộ X10 thêm một phát nữa rồi. Để xem nào. Ui giời ơi, Kizaru kìa. Giờ nó bí quá, thế cho nên là mình quyết định vào làm nhiệm vụ thôi. Nâng một lần kỹ năng bang đúng không? Cái này thì cũng rất là đơn giản thôi. Mình sẽ nâng một kiếm sĩ để có thể chú xanh mạnh hơn anh em nhé. 3 days later. Sau đấy thì mình vào lễ hội One Piece và tiếp tục tặng khúc thịt cho mấy ông thần tài. Và đây rồi, có một cái mốc dương nữa, mình vừa mới mở ra được, có thêm 20 khẩu pháo hủy diệt và đặc biệt là có hai cái dương Acerberus anh em nhé. Ồ, 4 dương chứ không phải là 2, mình sẽ mở luôn anh em ơi. Ui, 100, 200 xu may mắn. Thế thì còn ngại ngùng gì nữa, mình tiếp tục là X10 anh em ạ. Khi mà đã xả hết 200 xu may mắn nữa rồi, nhưng mình vẫn chưa thể nào mà ra được cái vị tướng 5 sao ở trong cái vòng quay này anh em ạ. Nhưng mà dù sao thì mình cũng đã nhận được một số cái phần thưởng sau khi quay vòng quay may mắn anh em nhá. 35 khẩu pháo hủy diệt, hai cái nón Sengoku. Ở thành tựu thì mình tiếp tục là nhận thưởng thêm 200 kim cương nữa anh em ơi. Giờ đây, nâng tổng số kim cương của mình lên 21.600 kim cương anh em nha. Và với hai cái nón Senoku, mình tiếp tục là reset nào. Hy vọng rằng có thể ra được tứ hoàng xanh. Trời ơi, cay thế nhở. Cay á, lại tiếp tục là bắn là cay nư vậy anh em ơi. 60 khẩu pháo hủy diệt thì mình bắn thêm được 3 phát nữa. Và chắc chắn là thu về được 900 kim cương và một cơ số thùng bia cũng như là cốc bia vàng anh em nha. Lần này thì mình sẽ chiêu mộ cốc bia vàng trước, sau đấy chiêu mộ thùng bia cho nó hên anh em nha. Và đây rồi, thêm một phát nữa đi nào. Ok, được hai vị tướng 5 sao. Giờ thì sang thùng bia thôi anh em ơi. Hệ chính xác tiếp tục nào. Thêm phát nữa đi nào. Trời, Apu. Và phát X10 cuối cùng. Để xem được. Trời ơi. Nhưng mà mình cũng đã nhận được thêm thư này anh em ơi. 30 cốc bia vàng được trả lại. 38 cốc bia vàng. Chiếu mộ nhanh một phát nào. May quá là không bị chật túi đồ anh em nhá. Có gáp kiếc các kiểu con đà điểu luôn này. Có smoker luôn. Và mình thấy một số những cái vị tướng 3 sao ở bên hệ hiếm. Ồ, thành tựu có cái gì đây? Trời ơi, sở hữu 600 thuyền viên 4 sao. Tuyệt vời quá, 500 kim cương và 300 kim cương. Tổng cộng là 800 kim cương rồi. Bây giờ mình đã có 23k. Và ngay lập tức, mình vào kho báu huyền thoại mua luôn 100 cốc bia vàng cũng như là 50 thùng bia anh em nhá. Giờ thì mình tha hồ mà chiêu bộ này. Trời ơi, nhưng mà lại đầy túi rồi. Không sao anh em ạ. Sau đấy thì mình sẽ tiếp tục ra luyện tướng cũng như là huyết tế để có thể là xả nốt 60 cốc bia vàng đấy anh em nhá. Nào, tiếp tục là 60 cốc bia vàng còn lại. Ai chà, vẫn còn 20 cốc nữa cơ anh em ơi. Cày thế nhờ. Không sao, không sao. Đi nốt rồi anh em nhá. 28 cốc bia. Bây giờ kiếm nó ra được 2 cốc bia nữa để có thể là xả nốt cái 8 cốc kia đi nhở. Nhìn ngứa mắt quá anh em ơi. Ghép mảnh xem nào. Frankie. Free thêm nốt phát đi. Free bên này thêm một phát đi. Tiếp tục là mình nhận thư này. Ui, có thêm 20 thùng bia nữa rồi anh em ơi. Tuyệt vời quá. Ui, thành tựu lại có thêm. Ui, cứ tưởng là kim cương nhưng mà Akainu cũng được anh em nhá. Giờ thì mình lại có 72 thùng bia rồi và mình tiếp tục chiêu mộ bên hệ chính xác. Bepo. Trời, X2 Bepo luôn mới đau chứ anh em. 52 thùng bia nào. Cố lên. Trời ơi. Là một tướng SS nhưng mà lại là Hancock anh em ạ. Trời, lại là Izo. Và 22 thùng bia cuối cùng. Diamante này. Và Mr. One anh em ạ. 10 thùng bia cuối cùng. Ui, tứ hoàng xanh. Trời ơi. Và thành tựu của mình là gì đây? 700 kim cương nữa được hoàn trả này. Trời ơi, ngon lành cành đào quá. Và ở thư 30 khẩu pháo hủy diệt và hai cái nón Sengoku, 50 mảnh nữa này. Tiếp tục là mình sẽ reset ở bên tướng hiếm anh em nhá, để xem ra được em nào nào. Ui, Luffy Nika anh em ơi. Nhưng thầm này thì mình sẽ không cần Luffy Nika nữa. Dâu đen mới đau chứ. Ai, mình sẽ đánh cược tất cả. Thêm một phát nữa đi, tứ hoàng xanh đi. Trời ơi. Này reset kịp được thăng One Piece quá đen luôn anh em ạ. Mình sẽ ghép mảnh tứ hoàng xanh anh em ạ. Bởi vì mình hoàn toàn có thể nâng cấp cho tứ hoàng xanh của mình lên được 7 sao rồi anh em ơi. À không, tạm thời là 6 sao cái đã anh em nhá. Lên luôn nào, tuyệt cả là vời luôn. Sau khi nâng cấp lên 6 sao thì mình nâng một lẻ vẫn lên level 140 và tiếp tục nâng cấp lên 7 sao luôn anh em nhá. Yes. Ok la luôn, cực kỳ là đơn giản này. Nhưng mình còn thiếu một phôi 6 sao nữa ở bên hệ hiếm để có thể là nâng cấp cho nó lên 8 sao mới đau anh em ạ. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục là trang bị cho chú Shanh đi và mở khóa thêm viên đá này đi, nâng cấp thêm một chút để cho chú có thể là mạnh mẽ hơn. Ở phần trang bị đặc thủ, mình sẽ all in vào cái phần tấn công này, nâng cấp thêm chỉ số tấn công cho chú Shanh anh em nhá. Như vậy là 24 giờ nữa đã trôi qua rồi anh em ạ. Mình vào luôn ưu đãi ngày 7 và mua luôn một cuốn trục L2 anh em nhá.
Với con trục L2 này, khi mình mở ra chắc chắn là mình sẽ lựa chọn tứ hoàng tranh rồi anh em ạ. Uầy, đẹp trai mà lại còn mạnh nữa cơ. Nhưng quan trọng là mình cần phải thêm cái dương lính trì 6 sao này nữa thì mới có phôi để nâng cấp cho chú xanh của mình lên được 8 sao anh em ạ. Đây rồi, bây giờ thì mình sẽ nâng cấp level cho chú xanh trước, và bây giờ thì đến việc là tăng sao anh em nhé. Ok, 1, 2 và 3 luôn, cho Sengoku đi luôn đi, bởi vì mình đang bực lắm rồi, mai không reset được ra bằng cái nón Sengoku. Thử ở đây thì sao đây? Ồ, mình có thêm 10 thùng bia này. Chà, thì mình sẽ mở luôn để xem được em gì nhá. Ui ôi, Uta anh em ơi. Đấy, bây giờ mình lại có thể hợp thành được một vị tướng bên hệ thông minh này. Trời ơi, cứ hệ hiếm là mình sẽ để lại để dành hợp thành tướng anh em nhá. Sau khi mình ghép mảnh xong thì trời ơi, tự nhiên mình nhận được rất là nhiều kim cương và một số cái phần thưởng khác đấy anh em ạ. Thực ra không nhiều lắm, 500 kim cương nó làm cái gì đấy an ủi thôi. Nhưng mà méo mó có còn hơn không anh em nhá. Trong số những cái tài nguyên mà mình xuất lại đến bây giờ chỉ còn lại là 30 cốc bia vàng, 40 cốc bia vàng mà thôi anh em nhá. Thì bây giờ mình sẽ treo mộ cho bằng hết luôn để xem là có được một vị tướng nào ở bên hệ minh mẫn hay không đây. Ồ, mình ghép được một vị tướng này. Chà, hệ sinh khí anh em ơi. Thực ra là mình đã nhớ nhầm, bởi vì trong phần thú cưng này của mình vẫn còn có thể chiêu mộ thêm được một chút nữa. Và nếu như chiêu mộ thêm được một chút nữa thì chắc chắn là mình sẽ có thêm một vài cái phần thưởng có thể nhận được anh em ơi. Chiêu mộ hết cái đã anh em nhá. 34 cái xu này không biết là có được cái gì không đây anh em. Ok á, không ra con nào à. Bắt cuối cùng này anh em ơi, liệu rằng là có. Câu trả lời là không anh em ạ, buồn quá đi. Thế thì ở trong phần thư này mình nhận được cái gì đây? Có một dương tướng anh em nhá, và 500 cái mảnh album này. Ồ, một cái nón Sengoku, tuyệt vời luôn anh em ơi. Thế thì mình sẽ tiếp tục là vào trong cái phần sự kiện này, vào phần kim tự tháp để reset tướng hiếm anh em nhá. Hy vọng rằng lần này có thể ra một em tướng Yonko xanh ảo ma Canada thực sự anh em ạ. Thôi rồi, toang rồi. 30 khẩu pháo thần công, mình tiếp tục là bắn Akainu anh em nhá. Thế là có 2001 kim cương rồi. Tiếp tục là mình sẽ thử vấn may với một cái bánh lái. Chà, Nami S anh em ạ. Lễ hội One Piece thì mình đã kiếm được 15 cốc thịt. Và bây giờ mình sẽ tặng cho cái ông thần đằng này nhá. Oh yeah, 30 cốc bia vàng nữa rồi, 10 thùng bia, tuyệt vời quá anh em ơi. Sau đấy thì mình tiếp tục vào xả cốc bia vàng thôi. Có 33 cốc để cho nó bay vào rất là nhanh anh em ạ. Giờ chỉ còn lại một cách cuối cùng là mình sẽ phải đi cày cuốc ở trong đấu trường anh em nhá. Mình sẽ đánh vài trăm trận đấu trường để xem thành quả mình đạt được là gì anh em ơi. Với sức mạnh đến từ Aceburus cũng như là tứ hoàng tranh, không biết rằng là có ăn được cái bạn bên kia hay không đây. Con team bạn đấy có vẻ khá là lực anh em nhé. Đặc biệt là em Zephyr với cả một số em nữa có khả năng bút dọc rất ổn như là Bartolomeo Vano. Ôi dồi ôi, team mình đi gần hết rồi anh em ạ. Karasu team mình thì có sử dụng skill lên, tuy nhiên team bạn vẫn còn sống sờ sờ. Tứ hoàng xanh chém một phát thì team mình gần đi luôn. Chỉ còn lại một Aceburus thôi, cay cú thực sự luôn. Aceburus trả đòn nhưng mà không ăn thua rồi anh em ơi, team bạn không có Aceburus luôn. Trời ơi, đất ơi, thực sự. Ui, cay cú chưa kìa anh em ơi. Mình nhớ là mình có rất nhiều belly anh em nhá. Đấy, 214 triệu belly luôn, quá tuyệt vời. Thêm một cái thùng XP này nữa, mình cũng sẽ mở luôn. Cà rốt xu long của mình lên level 140 nha anh em. Tiếp tục là trang bị nhanh vào này. Ở đây thì tiếp tục là nâng sao thôi anh em ơi. Phôi thì mình có rất là nhiều luôn. Lên luôn 7 sao rồi. Tiếp tục 3 em 5 sao nữa là mình có thể nâng cấp cho cà rốt xu long lên được 8 sao anh em nhá. Ở đây thì còn ai bắt nạt được mình nữa hay không đây? Mình sẽ tiếp tục là nâng cấp lên level 180, đạt cấp độ tối đa luôn rồi. Và chú xanh cũng thế, mình sẽ nâng lên level 180 nhưng lại thiếu nguyên liệu rồi anh em ơi. Để mình xem lần này có thể đánh được một bạn nào đấy ngang tầm lực chiến hay chưa anh em nhá. Ôi, nhưng mình quên mất vẫn chưa cho em cà rốt xu long vào. Trận này coi như là nhép vậy. Thì bạn đấy thì cũng có Aceburus luôn, trông khá là lực điền anh em nhá, nhưng Aceburus bên mình thì được đánh trước cơ. Nhưng team bạn thì đánh thốn quá anh em ơi. Cục đấm vào đầu. Ôi ôi, team mình đã đi gần hết rồi. Trời đất ạ, không thể tin được. Căng thẳng vậy sao? Fury team mình thì có hồi sinh được không? Câu trả lời là Fury team bạn mới là người hồi sinh cơ. Và Jinbei Wano thì đấm vẫn rất là lực anh em nhá. Ôi, có thêm cả Zoro Wano nữa anh em ơi. Ấy à, Karasu team mình đánh thì không đâu vào đâu cả. Bartolomeo team bạn thì đánh cũng khá là gắt đi. Team bạn có thêm cả Big Mom nữa, mới cay chưa anh em ơi. Ấy, server đất của mình tiếp tục là nộ lên phát nữa được không đây? Câu trả lời là chưa anh em ạ. Thôi, lại tiếp tục là nằm xuống rồi. Team bạn nó quá nhiều khiên đi, team mình không thể nào mà xuyên qua được cái lớp khiên đấy anh em ạ. Trời ơi, giờ thì mình sẽ cho em cà rốt su long vào để xem như thế nào anh em nhá. Có ăn được bạn đấy hay không đây? Bạn này là bạn khác rồi, lực chiến chỉ 370.000 thôi. Ok, bạn này tên là dân chơi xóm anh em ạ. Và team bạn đấy thì cũng có tứ hoàng xanh, cũng có Aceburus và thêm vào đấy là cả Akainu nữa. Thì bên mình thì có Bartolomeo qua nó, cà rốt su long vào thì HP rất dính rồi. Không biết là có nằm xuống sau pha chém này hay không. Và đây là pha chém của mình. Ôi dồi ôi chưa. Với đội hình của bạn này thì mình lại hoàn toàn có thể easy hơn, tự tin hơn để giành chiến thắng anh em nhé. Một đấm vào đầu. Wow, tuyệt cả là vời luôn này. Đây rồi, lực chiến của mình đã lên 470.000. Bảo sao lại chiến đấu dễ như thế. Thế thì mình sẽ đánh một bạn lực chiến 469.000. Ngang ngang cơ lực chiến một chút anh em nhé. Em là lần này có ăn được hay không nào. Cố lên đi. Team bạn đấy thì có Rob Lucy, có Aceburus, có Zephyr luôn. Trời ơi, toàn những tướng khỏe thôi. Team mình thiếu Zephyr nữa là một team của mình cũng mạnh hơn rất là nhiều nhá. Cà rốt su long này, không biết là meta này cà rốt su long còn mạnh hay không, anh em để lại comment ở bên dưới cho mình biết đấy nhá. Ok, Aceburus đấm đi nào. Những bạn chỉ còn lại 3 người mà thôi.
và John Cosanh chém thêm một phát nữa thì bạn chỉ còn lại hai. Còn lại đúng Zephyr với cả Acerberus là hai thứ quả nhất ở bên team bạn rồi. Wow, Acerberus của team bạn đấm khá là đau khi mà team mình đã phải nằm xuống gần hết rồi anh em ạ. Trời ơi, chỉ còn lại 2 vs 2 thôi, khá là cân bằng nha. Một đấm nữa, Zephyr. Ui à, bốn chưa kìa. Fury team mình thì có sử dụng một quả ulti và Zephyr đã phải nằm xuống rồi anh em ơi. Ơi, không thể tin được, cả hai bên đều nổ sát thương cuối lượt. Và thôi rồi, mình ở thế công nên vẫn phải chấp nhận thất bại anh em ạ. Và sau mấy trận thua liên tiếp thì mình cực kỳ là cay cú luôn, nên đã đưa ra một quyết định táo bạo là nâng cấp Zoro lên 6 sao anh em nhá. Trời ơi, rất là tốn phôi SS ở bên hệ Minh Mẫn, nhưng mà kệ đi, mình sẽ all in hết vào chú xanh để xem là như thế nào đây. Ok, còn hai cái phôi 5 sao này mình sẽ dùng VV cũng như là Luffy nâng cấp luôn anh em nhá. Yes, và như vậy là chú xanh của mình đã lên được 9 sao rồi anh em ơi. Mình cũng sẽ trang bị nhanh thêm một phát nữa, có thêm một cái bảo vật khác để xem là tăng thêm một chút công nào hay không anh em nhá. Ở phần trang bị đặc thù thì mình sẽ tiếp tục là nâng cấp lên đi, lên được level 30 rồi này. Và phần thưởng mình nhận được khi mà nâng cấp chú xanh lên 9 sao là 8 triệu belly, 8.000 bụi cũng như là 2 trái ác quỷ nha. Nhưng thứ mình cần bây giờ vẫn là XP cơ anh em ạ. Buồn quá đi. Sau khi mà mình nâng cấp chú xanh lên được 9 sao, mình đã rất nỗ lực để đi đánh PK đấu trường. Và cuối cùng thì cũng có thể nhận thêm được một số cái thành tựu nữa. Ở trong phần thư mình cũng nhận được thêm khá kim cương, một cái dương Acerberus này anh em này, tuyệt cả là vời luôn. Thế cho nên mình đã vào trong cái phần túi đồ, mình mở luôn một cái dương đấy để xem nào. Ui giời ơi, nó lại là 5 thùng XP 72 giờ anh em ạ. Thế thì có thêm 13 triệu XP, mình tiếp tục là nâng cấp cho chú xanh lên level 180. Tuyệt vời quá anh em ơi, 190. Và liệu rằng lên được bao nhiêu đây? 199 rồi anh em ạ.